Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, vị trí tâm bão số 2 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó thì có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng mai thì vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa dông mạnh, biển động rất mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền. Sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, do chưa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, thời tiết trên vùng biển này khá là ổn định. Trời duy trì trạng thái ít mưa và ngày nắng và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió Tây Nam khu vực này hoạt động ở mức cấp 5. Trong đêm nay thì và ngày mai, thời tiết còn thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên thì bà con vẫn cần theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 3 để chủ động kế hoạch đối phó với thời tiết xấu có thể xảy ra trong những ngày tới. Khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ không khác nhiều với hình thế thời tiết ở vùng biển phía Bắc. Do cùng nằm ở rìa đông nam vùng áp thấp phía tây đang phát triển nên tại đây trời cũng ít mây, ngày nắng, tầm nhìn xa thoáng. Gió hướng nam tây nam cường độ cấp 5. Thời tiết còn ổn định trong đêm nay và ngày mai nhưng sau đó thì có diễn biến phức tạp. Vùng biển từ Quảng Trị đến khu vực Quảng Ngãi bao gồm có đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Đời gió tây nam đến nam cũng bao trùm xuống tận vùng biển này. Tuy nhiên thì cường độ gió ở đây chỉ đạt mức cấp 4, cấp 5 nên chỉ tạo ra những cơn sóng nhỏ, tình trạng biển bình thường, tầm nhìn xa vẫn thoáng trên 10 km. Thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi hoạt động. Tuy nhiên thì do cường độ nắng khá mạnh vào ban trưa nên bà con ngư dân cần chú ý chống mất nước cơ thể để đảm bảo sức khỏe khi đang trên biển xa. Vùng biển từ khu vực Bình Định đến khu vực Ninh Thuận bao gồm có đảo Phú Quý, thời tiết ít mưa và nắng nhiều cũng trải dài khắp vùng biển này với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình, biển hiền hòa và tầm nhìn xa thoáng, thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân. Vùng biển từ khu vực Bình Thuận đến khu vực Cà Mau bao gồm Côn Đảo nằm trong đới gió tây nam cường độ trung bình và thời tiết nơi đây cũng chỉ có mưa ở một vài nơi, tình trạng biển bình thường, tầm nhìn xa vẫn thoáng trên 10 km, các phương tiện tàu thuyền có thể yên tâm di chuyển và hoạt động. Còn tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm có đảo Phú Quốc và Thổ Chu, thời tiết nơi đây cũng có nắng vào ban ngày, gió duy trì theo hướng tây nam có cường độ không mạnh, chỉ ở mức cấp 3, cấp 4, trạng thái biển bình thường. Tuy nhiên thì vào chiều tối tại đây vẫn xuất hiện những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông bất chợt nên tàu thuyền qua lại cần đề phòng với hiện tượng gió giật mạnh kèm tố lốc trong các cơn dông. Tiếp theo xin mời quý vị và bà con ngư dân cùng đến với những thông tin thời tiết tại khu vực Vịnh Thái Lan. Đây cũng là vùng biển có nhiều mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió thổi đều theo hướng tây nam cấp 4 nên mặt biển khá lặng. Tuy nhiên thì trong cơn dông rất có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực này. Vì vậy, bà con ngư dân vẫn cẩn thận trọng khi ra khơi đánh cá trên vùng biển này. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Rumbia nên phần phía đông của vùng biển này có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua giật cấp 10, cấp 12, khiến biển động rất mạnh với những con sóng cao 3-5m rất nguy hiểm. Sau đó thì cùng với hoạt động của cơn bão này, thời tiết xấu lan dần sang cả vùng biển phía tây của khu vực. Vì vậy mà tàu thuyền cần nhanh chóng ra xa khỏi vùng ảnh hưởng nguy hiểm của bão. Đồng thời cần liên tục theo dõi các bản tin dự báo để có kế hoạch ứng phó với thời tiết xấu do bão gây ra. Còn khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ Bắc, ở phần phía đông bắc của khu vực gió cũng mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đồng thời thì mưa dông cũng lan rộng nên rất là nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Bà con ngư dân không nên mạo hiểm ra khơi vào thời điểm này vì tình trạng biển còn diễn biến rất phức tạp. Khu vực phía Nam Biển Đông, gió Tây Nam có cường độ mạnh dần lên và đạt khoảng cấp 5, nhưng đám mây đối lưu gây mưa dông, gió giật mạnh cũng có thể có xu hướng phát triển mỗi lúc một mạnh hơn, nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần chú ý đề phòng. Thưa quý vị và các bạn, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi tới 8000 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi tới 8900 miễn phí đăng ký. Còn bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.